trái ghê. Dù bữa kiếm coi nghe lắm mà nó chặt đất nè. Nó quay tiết cốc. Trái to á, to cực kỳ. Thích máy cài một cốt dán trực này, đẹp. Máy cài này mai mốt nó ra dày dầm. Tiền không. Máy cài này lượng nó ngó mấy cái đây. Lượng này giờ nó ngó đâu ngó, cho nó giờ hỏi cây kia cái đây hứa kia cái đây. Lần nào nó không vô nó hỏi cái ba cái đây chắc chắn trăm trăm. Mấy cuốc con ghê lắm. Để giờ cho luôn người ghép. Ghép gì nữa, đây nó cũng bông trái mà ghép gì. Đưa kẽm vô là lá nó nhỏ lại à. Nó là đó. Lá cà đáy lá là nguyên bản đó đó. Cốt ghê chưa? Đồ vô cà đáy vô cà chén rồi. Cà đáy. Cà đáy. Cà đáy. Bỏ chậu lại. Bỏ chậu lại lật lật ra bỏ vô cái bị. Nó khỏe lắm. Lật lật ra bỏ vô cái bị là ok. Được cho cũng được hả? Được cho mấy thân thôi, 1, 2, 3, 4 5 thân anh ngũ phúc rồi. 5 thân ngũ phúc cũng đẹp, nó mùa nó ra trái thì đẹp mất hồn. Cà đây anh, lá cà đây anh, cà đây anh. Ui thiệt hả, trời ơi đẹp quá chưa. Về nâng đế lên nữa, nâng lên lên cái đế nữa. Chỉ kiếm cái bự bự á, đại ra anh thả vô cái bự rồi rồi. Chứ nó khỏe lắm, không cần cái giá đâu. Kiếm cái bị nói anh cái bị thả vô về vô chậu rồi. Hải Châu nha anh em, Hải Châu đây cái Hải Châu lá chung nè, cút, cút ghê quá anh em. Sao không? Anh em nào giao lưu inbox nhé. Hải Châu Bình Định nha cả nhà, Hải Châu núi Bình Định đó, Hải Châu khai thác rừng. Ba cây trực lắc rồi đấy. Ai phôi là phôi Hải Châu tông cao nha anh em. Này mới phôi mới nước mầm thôi. Tông cao rất là đẹp. Đó, cao trồng ngồng ngồng hết nha anh em ha. Thì này vườn Hải Châu của chú kế ở Bình Định nha anh em ha. Thuộc Mỹ Phú Phú Ninh. Anh em nào có giao lưu thì ghé chú nhé. Cây lớn có, nhỏ có nha anh em ha. Thì cây hàng khai thác thì anh em biết rồi, giá nó cũng không cao đâu. Tùy vào cái anh em mình như thế nào thôi. Cây cao này, đây là những cây tông cao nha anh em. Còn bên kia là những cây dạng tông cốt, tầng bay bự. Đó. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em mình xem những cái. À đây mai. Mai rừng. Mai rừng nha anh em. Đây Hải Châu. Mình sẽ quay cho anh em mình những dạng cây ở mini. Cây mini hay cây những cái cọng bên đây nha anh em ha. Bên kia là nãy mình quay cho anh em mấy những cây một cốt cốt bay lát to dán trực. Đây còn đây là những dạng mini như thế này anh em mình về làm tay này. Chưa đi nước một nha anh em ha.
chưa đi nước một nhưng mà nó cũng đủ chi đủ tàn cho anh em mình hết rồi. Đó, hải châu mini nha, rất là nhiều nha anh em ha. Đây mini như thế này, dạng này anh em mình về chơi. Nó thì mini nhưng mà hành cốt gốc rồi thì nó cũng tầm khoảng 15 đến 20 hết nha anh em ha. Đó, những cây này đã đi tay nước một này, đây là mini những cây đi tay nước một anh em ha. Anh em thấy không? Đó, cốt hành này. Đó, một cái cổ tay của toàn đĩa thân này nó không hết này. Anh em thấy không? Không hết này thôi. Rất là nhiều nha anh em. Ủa, lấy hàng nhỏ bên đây, chứ không lấy hàng bên kia. Hàng một chực lát nữa. Chực lát của chú mấy cái bự bên kia này. Thì lấy lá mấy cái lớn lần trước. Mấy nhỏ lấy sao? Ui dạ, lá hết rồi nè. Đủ vậy anh cũng xuống tới đây rồi anh biết lựa rồi chứ. Ui cốt lùm đẹp, rất là đẹp nha anh em. Cả đây cây đi nước tây hai rồi. Vẫn còn trái nè anh em. Ui trái dày hết nè anh em. Đi lùm. Trái quá trời trái nè anh em. Lấy về để làm vườn luôn à. Quá đẹp nha anh em, gốc đế rồi rất là to. Vườn của chú Kế nha, Bình Định nha. Ra phần là hải châu nha anh em. Rất là đẹp nha anh em ha. Cái là cây tầng bay nãy mình quay anh em. Đây là cụm nha. Xong rồi anh. Nhanh gọn anh. Đóng lúc. Cỡ đó là đẹp rồi á. Đế nhiều hơn anh em. To không anh em, to quá to ha. Đây là cái video đầu mình quay nãy bên đó nè. Sau đó mình đi quăng ở phía sơn kia. Chắc cũng gần mấy trăm gốc nha anh em ha. To có, nhỏ có, lùm có, cao cũng có nha anh em ha. Tàng rinh cao nè. Tàng rinh cao 3 mét nè anh em nhìn nha. Tàng rinh cao 3 mét nè. Đó, đó. Cao rất là cao nha. Tàng rinh luôn. Gốc rất là bự. Cho anh em xem gốc nè, không? Đó. Nậu nói về cây cao thì chắc cũng phải 100 mấy gốc á. Ôi cô anh em nhé, thì mình cũng ghi thông tin là vườn của chú Kế ở Mỹ Phú thuộc thị trấn Bình Dương, phường Mỹ Bình Định nha anh em ha. Đó, ở Mỹ Lợi nha anh em, Mỹ Lợi thị trấn Bình Dương, phường Mỹ Bình Định. Anh em nào có kết thì ghé. Rồi mình xin phép kết thúc video nè, chào tạm biệt cả nhà mình nhé.